Chào tất cả anh em trở lại với Góc Công Nghệ com. Chào anh em và cũng chúc mừng năm mới 2022 anh em nhé. Ở trên bàn mình đây là một full bộ học tập cấu hình thấp nhất và cũng gọi là rẻ nhất của bên mình bán cho các cháu. Thì hôm nay là đầu xuân năm mới 2022. Thì đêm qua mình vừa mới lên một dàn này rồi. Thì hôm nay mình để đây để test đến tầm trưa nay 11:30 12 giờ ngày 1 tháng 1 2022 mình lại xin phép giao bộ cây này cho một chị ở gần chỗ mình các bạn nhé. Đấy thì hôm nay thì cũng là năm mới nên xin phép lên cái video này để chào anh em, chúc anh em nhiều sức khỏe, nhiều tiền để mua ủng hộ hàng cho mình các bạn nhé. Và cảm ơn tất cả anh em đã đồng hành cùng kênh Góc Công Nghệ com suốt thời gian qua. Mặc dù lượng đồng hành cũng không được nhiều nhưng ít nhất cũng có những anh em đã xem những kênh của mình, thì mình xin cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Đấy, và ngoài ra thì cũng cảm ơn tất cả anh chị em ở ngoài hoặc anh chị em ở gần xa đã tin tưởng sử dụng sản phẩm bên mình suốt thời gian bọn mình kinh doanh đến bây giờ. Đấy thì chẳng biết nói gì hơn, xin cảm ơn tất cả anh em thôi. Còn anh em nào đã mua hàng bên mình thì mình sẽ có những cái chiên nhỏ khuyến mại và phích giá, rồi hỗ trợ kỹ thuật cho anh em một cách gọi là nhiệt tình hơn nữa. Trước đã rất là nhiệt tình rồi, còn bây giờ sẽ nhiệt tình hơn nữa các bạn nhé. Đấy thì hôm nay giới thiệu anh em một bộ máy học tập dành cho các cháu. Đây view xong rồi. Đây thì giới thiệu anh em qua cấu hình. Đây là mình xin nhắc lại, đây là một cái cấu hình thấp nhất và rẻ nhất bên mình bán ra, mình sẽ không bán rẻ hơn các bạn nhé. Đấy thì ở đây thì bao gồm nó là một con màn hình Dell 19 inch LCD các bạn nhé. Đây là màn lướt thanh lý nên rất là đẹp như mới các bạn này. Đấy, bên mình thì chỉ tuyển hàng Hàn Quốc thôi. Đấy chứ không bán hàng linh tinh. Cái thứ hai ở đây bộ gear ở đây của chúng ta là L41 full hand chính hãng, rồi chuột L102 cũng full hand chính hãng. Ở ngoài phụ kiện ra thì có webcam full HD 1080. Đây chính là webcam full HD, nhưng mà nó đang bị lóa của cái màn này. Đây mình tắt cái màn này đi. Đây chính là webcam full HD 1080 có kèm mic ở trong, có điều chỉnh tiêu cự. Đấy ngoài ra thì mình bao giờ cũng kèm thêm một cái USB Wi-Fi Nano của TP-Link nhá, không dùng D-Link đâu, D-Link cùi lắm. Cái này để dành cho những anh chị nào mà nhà mới xây xong, tường đẹp và muốn bắt Wi-Fi để cho gọn dây thì mình dùng cái kia. Còn anh chị nào kéo được dây thì bọn mình sẽ kéo cả dây cắm cả Wi-Fi luôn. Đấy để tránh cái trường hợp ví dụ chẳng may hôm nay chuột nó cắn dây thì các cháu lại bị mất mạng, chưa kéo được lại mạng thì các cháu chưa có máy để học thì chia luôn Wi-Fi dùng tạm. Mà một bộ loa gỗ M22 USB, khi các bạn bật cây máy tính thì loa sẽ lên luôn bởi vì nó chạy điện USB mà. Đấy loa 2.0 thôi, nó vừa đủ cho các cháu học thôi, nó gọi là rẻ nhất rồi mà, thì không thể lắp được những loa bự hơn được để cho làm sao giá thành nó tối ưu nhất để phù hợp với giá tiền của các anh chị em công nhân và những gia đình chỉ có tài chính hạn hẹp thôi. Đấy và ra là một vỏ cây là vỏ mới 100%, ở trong thì nó có mên lướt như mới H81 Hàn Quốc các bạn nhé, của Gigabyte, và RAM 4GB, thanh RAM 4GB Samsung và chip G3220 cộng với cả fanstop, rồi SSD 120GB và nguồn Hanki 400W các bạn nhé. Đấy là cấu hình của bên mình. Đấy một bộ giá rẻ nhất thì bên mình đang bán như này. Đấy còn những cái bộ rẻ hơn ví dụ như là H61 rồi G41 chẳng hạn, bên mình không làm, thấp nhất là bộ này bên mình bán cho các cháu học làm sao để cho nó chuẩn nhất, cho nó tốt nhất và nó cũng gọi là bền nữa. Đấy chứ không thể bán cho các cháu 125 là hỏng được. Đấy cũng mong muốn bán cho các cháu sử dụng cũng ít, mong muốn được vài năm cho các cháu, và cũng mong các cháu và cũng chúc các cháu là sang năm mới thêm tuổi mới nhiều sức khỏe, và kể cả học trực tuyến hay học online thì cứ chúc cháu luôn, các cháu luôn học giỏi các cháu nhá. Đấy còn anh chị em nào chưa có máy tính cho con học và chưa có laptop hoặc là có vấn đề gì máy tính mà chưa sửa được thì vui lòng liên hệ với bên mình qua số điện thoại 0961 214 215 để bên mình đến và phục vụ anh em về những lĩnh vực máy tính, camera và laptop các anh chị em nhé. Đấy còn bên mình vẫn bán rất nhiều, rất mạnh những dòng máy tính học cho các cháu, PC gaming, laptop, camera, an ninh, điển hình là Hikvision và Ezevit anh em nhé. Đấy anh chị em nào có nhu cầu về máy tính liên hệ với em, đây là full bộ học cho các cháu.
Em bán rất nhiều từ thời điểm 20, 21 và bây giờ đến 2022 rồi. Đấy, cái bộ này thì mình bán rất là nhiều, rất là lành em nhé, không có vấn đề gì cả đâu. Cùng lắm thì có, ví dụ mình bán khoảng tầm 100 bộ thì sẽ có khoảng 2-3 bộ nó bị lỗi thanh RAM thôi. Mình đến mình bảo hành tận nơi, mình có bị rồi nên bảo hành tận nơi cho anh em, còn đâu gần như là dùng rất là ok luôn nhé, không có vấn đề gì. Và cũng có một số cái cháu của nhà anh chị nghịch quá, lấy cái que chọc phát ở đây hỏng luôn cái màn. Có rồi vậy, nhưng mà anh chị em các cháu dùng thì lên giữ gìn, cái gì cũng vậy thôi, của bên thì tại người đấy. Thì bên mình bán, anh em chỉ cần gọi điện chốt đơn, nhưng anh chị khách lạ thì chuyển cọc tiền cho mình ít nhất 500, mình sẽ bill cây xong sẽ giao cây là tận nhà và bảo hành tận nhà cho anh em, anh chị em nhé. Đấy, anh chị em mà có nhu cầu về máy tính thì kết nối mình chuẩn bị đóng thùng rồi đi giao cho khách hàng đây. Cảm ơn tất cả anh em, hẹn gặp anh em trong những video sau, bye bye. A few moments later.